mũi rồi. Mũi rồi. Mũi rồi. Da. Da là bữa đó mấy cái da mà mới đi. Da là bữa mấy cái thượng vị nè. Họ có con của chưa được. Con chi trên chi dưới là còn đúng mà. Vùng xương đầu mặt. Xương đầu mặt rồi. Vùng bụng. Bụng là sao? Bụng bụng là cái gì thầy? Giải phẫu mạch máu bụng. Mạch máu bụng chưa? Chưa. Ứng dụng của tim và trung thất. Rồi. Thôi thanh quản tuyến giáp. Chưa. Thầy tiết niệu. Chưa có học. Tiết niệu có rồi. Tiết niệu rồi. Tiết niệu rồi. Chút như vậy là thiếu quá nhiều làm sao là chuyện kia được. Dạ, để khỏi thi thầy. Giờ đi thầy. Tới hai cái đoạn đó của chị sẽ xem được cái liên quan. Chủ yếu ở vùng ngực. Liên quan ở vùng ngực. Liên quan đây là chủ yếu nó chỉ có liên quan với thần kinh và hệ thống tự mạch thôi. Cho nên rất là đơn giản thì chị phải xem được. À, cái thứ hai là chị nhớ dùng hai cái nhánh chính của cái động mạch vùng trong. Hai cái nhánh chính. Đó là động mạch thượng vị dưới và động mạch hoành. Động mạch thượng vị dưới và động mạch hoành. Động mạch vùng trong, nếu chúng ta cùng gọi là động mạch cú trong đó, thì nó sẽ là động mạch rất là quan trọng để cho cái vấn đề của chúng ta thành kinh. Động mạch thứ hai các chị quan tâm thì nhớ dùng đó là động mạch ngực trên. Động mạch ngực trên. Động mạch ngực trên là nhắm vào động mạch. Động mạch nách. Động mạch ngực trên chính là nhắm vào động mạch nách. Động mạch nách. Động mạch thứ ba, động mạch cùng vai ngực. Động mạch thứ ba, động mạch cùng vai ngực. Đây cũng là nhắm vào động mạch. Nách luôn. Động mạch nách. Động mạch nách. Cùng vai ngực. Cùng vai ngực. Nhắm thứ tư, động mạch ngực ngoài. Động mạch ngực ngoài. Động mạch ngực ngoài cũng là nhánh của động mạch nách luôn, đúng không ạ? Động mạch nách. Cho nên nó liên quan rất nhiều với động mạch chi trên là như vậy. Nhánh thứ năm, anh chị nhớ dùng động mạch ngực lưng. Ngực lưng. Động mạch ngực lưng chính là nhánh của động mạch vai dưới. Vai dưới. Ngực lưng. Thì đó là các nhánh mà anh chị có liên quan tới cái vùng thành ngực ở phía ngoài. Anh chị nhớ luôn các nhánh thành động mạch giang sườn. Các nhánh động mạch giang sườn. Động mạch giang sườn. Thì động mạch giang sườn chúng ta sẽ có phần động mạch giang sườn trước và giang sườn sau. Giang sườn trước và giang sườn sau. Các nhánh động mạch giang sườn sau là chỉ biết xuất phát từ đâu là đúng không ạ? Từ động mạch nào? Động mạch chủ ngực, đúng không ạ? Động mạch chủ ngực. Còn các nhánh động mạch giang sườn trước chính là nhánh xuất phát từ động mạch nào ạ? Rồi, cho chị để xem. Ngoài ra chị cũng còn nhớ dùng các nhánh giang sườn trên, nó là nhánh của động mạch dưới đó, đúng không ạ? Cái sự trên 1-2 của động mạch dưới đó. Thì riêng về cái giải phẫu mạch máu thành ngực thì để ứng dụng thì tôi bỏ qua cho các anh chị, bỏ về cách vạc cho các anh chị ở vùng ngực. Các anh chị chỉ nhớ dùng giải phẫu hệ thống thôi của mạch máu, còn ứng dụng về cách vạc thì bỏ qua. Các anh chị về xem cái mạch máu này rất ít thôi, và anh chị đã được học trong cái mạch máu chi trên rồi, cho nên là chúng ta chỉ quay qua để chỉ có cái nhìn trở lại thôi. Đó là về của vùng ngực từ trước thôi, còn thiếu cái gì. Về động mạch chi dưới, hôm trước có một số chị đi học, anh chị bữa đó hình như là tôi tới hơi buồn học bên vào thứ sáu thì tôi bị dậy giờ hơi buồn, thế nên chị có một số chị về, chị báo là chị chưa được học, mà thực ra bài đó tôi đã hướng dẫn rồi, cho nên là anh chị nào hôm đó có về hoặc là chúng ta có vấn thì chị gửi lại các bạn trong lớp, chúng ta đã có bài, tôi cũng đã gửi bài cho anh chị rồi. Thì đối với động mạch của tôi nói luôn về phần động mạch chi dưới, cái chị không phải học phần nào
ôn tập gì để các chị chúng ta cũng có thể thi cho nó gần gũi hơn. Thứ nhất, được mặt chi dưới là chị phải học đầy đủ đường đi liên quan phần nhắn, tất cả toàn bộ đường đi liên quan phần nhắn, đường đi liên quan phần nhắn. Và đặc biệt anh chị phải lưu ý dùng cái vòng nối, hệ thống vòng nối, hệ thống vòng nối. Thì cái vòng nối của cái bề mặt chi dưới nó rất nhiều, vòng nối ở vùng mông, vòng nối ở vùng đùi, vòng nối ở vùng queo, vân vân, rất là nhiều hệ thống vòng nối. Cho nên chị về chúng ta nhớ xem dùng cái vòng nối. Thì phần này tôi đã có gửi bài cho anh chị xem dùng cái vòng nối. Ví dụ chúng ta coi đây là vòng nối, vòng nối của vùng mông, ở vùng mông trên này, bề mặt mông trên với những cái bề mặt nào, thì chị nhớ dùng. Của cái mặt bông dưới tạo thành với những cái vòng nối với những cái mặt nạ. Làm thì tất cả những cái vùng này các chị lưu ý dùng này, tất cả đều là nguồn gốc liên quan đường đi phần nhắn của nó, rất nhiều cái phần nhắn. Về ứng dụng của phần chi dưới, ứng dụng chi dưới là anh chị nhớ dùng hệ thống cắt và gia. Thì trên lại chúng ta mới có thể dùng một cái vạc tôi đã ghi lại. Thì những cái vạc này anh chị phải nhớ dùng. Vạc này được cung cấp chính từ nguồn tập mạch nào? Từ nguồn tập mạch nào? Ví dụ như chúng ta có cái vạc từ trước ngoài chẳng hạn, đây là chính là nhắm từ mặt bụng đùi ngoài chẳng hạn, nhấn xuống cái đàn mặt. Và cơ bụng chân chúng ta có đây chính là của cái động mạch chay. Ở đây chúng ta ví dụ như cái vạc của cái gấp ngón cái dài chính là động mạch ngón cái động mạch gì đây? Gấp là phía sau rồi. Động mạch ngón cái dài động mạch gì đây? Mát. Cơ mát ngắn. Cho nên chị sẽ lưu ý dụ. Đây tôi không bắt chị muốn là các bạn, nhưng chị chỉ cần nhớ dùng các bạn này được dựa trên cái nguồn cung cấp máu từ cái nguồn mạch nào, và chúng ta nên ứng dụng để phân loại thôi. Cho nên ví dụ như phân loại về vàng thì chị không cần phải nhớ, chị cần nhớ dùng cái nguồn cung cấp từ nguồn mạch nào thôi. Thì nhớ như vậy là đã chọn phần phù hợp. Nhớ được tất cả các nhánh đường đi liên quan phải chọn phần phù hợp. Giờ nó cũng cơ bản là phía sau phía trước có nhận định nó cũng có muốn phải đâu gì không. Ngoài ra cái chỉ trong cái mặt chi dưới, lúc trước tôi có nói với chị có một số cái móc để chị xác được đường đi ra da của hệ thống đó để chúng ta tìm được. Ví dụ chị nhìn thấy đây, để xác định được đường đi của cái động mạch máng thì chị xác định từ đâu, thì như cái đường này thì chị phải đi để chúng ta biết sau này. Ví dụ trong phẫu thuật cái chị muốn tìm được nó thì chị phải theo con đường nào để chúng ta tới được mặt đó. Người ta gọi đây là giải phẫu bề mặt, đúng không? Giải phẫu bề mặt, ứng dụng cái hệ thống mạch máu trên bề mặt để chỉnh sạch da. Như vậy đó là của động mạch chi dưới, hệ thống mạch máu chi dưới. Trong cái động mạch, xin lỗi, ngoài trong cái mạch máu chi dưới, ngoài hệ thống động mạch thì chúng ta còn có hệ thống gì ạ? Tĩnh mạch. Thì tĩnh mạch thì trong mạch máu chi dưới nó không có nhiều. Nhưng mà anh chị nhớ dùng hai cái tĩnh mạch chính. Hai tĩnh mạch chính, đó là tĩnh mạch hiện lớn và tĩnh mạch hiện bé. Nhớ dùng hai hệ thống, cái tĩnh mạch hiện lớn và hiện bé. Thì đấy, chị nhớ chữ chính thôi, mà bất thường thì chúng ta không cần phải nhớ. Rồi, như vậy đó là chúng ta về hệ thống của mạch máu của chi dưới. Thứ hai là mạch máu của chi trên.
Tương tự, anh chị cũng phải nhớ tất cả các đường đi liên quan phần nhánh của các nhánh của bạn chị trên. Tất cả các đường đi liên quan phần nhánh của bạn chị trên. Ví dụ người ta có hỏi chị chẳng hạn là cái vòng nối ở vùng khuỷu, vòng nối vùng khuỷu phía bên trong được tạo bởi từ động mạch nào sau đây, thì chị phải nhớ được. Ví dụ đó, từ vòng nối bên trong là từ động mạch nào? Bên trụ trên, bên trụ dưới và động mạch gì ạ? Hoặc bên trụ, đúng không? Bên trụ. Thì chúng ta nhớ. Còn ví dụ hỏi chúng ta các vòng nối ở vùng vai, vòng nối quanh vai, thì chị nhớ chúng ta được tạo bởi từ động mạch nào? Dưới đòn. Trên chúng ta đó, chạy trên vòng nối mà nghe, chị phải nhớ được. Thôi vòng nối đó. Cánh tay trước. Thì cánh tay trước thì cánh tay sau, nó bê được mặt cánh tay sau. Nó quanh lục. Nó quanh lục. Thì tôi có bài, bài này tôi đã gửi cho khán chị rồi đó. Thì chị cũng phải xem lại dùng những cái hình ảnh đó để chúng ta xem. Các vòng nối xem. Là cái thứ ba là trong cái phần mạch máu ở phía trên, là các chị cùng xác định dùng các vàng ở phía trên. Các vàng ở phía trên. Ví dụ các chị đã thấy được các vòng nối, đúng không? Vòng nối của vùng vai được tạo bởi dùng mạch nào? Vòng nối vùng ngực, vòng nối ở phía dưới của vùng cánh tay, vòng nối của vùng khuỷu, vân vân. Thì chúng ta xác định được các vòng nối, và do vòng nối thì anh chị sẽ xác định được cái vị trí chúng ta cần nên thắt, chỗ nào chúng ta nên thắt được mạch trong phần bụng, chỗ nào không nên thắt trong phần bụng, vị trí xác định trở lại thì mất này. Chi trên, chi trên. Về cái cấu trúc tiếp theo đó là chỉ chúng ta coi về hệ thống vàng. Vàng của vùng chi trên, vùng chi trên. Thì chỉ chúng ta nhớ có rất nhiều những cái vàng của chi trên để chúng ta có thể ứng dụng được. Ví dụ chúng ta có vàng của ở đâu ạ? Vàng của vùng cơ, delta, đúng không ạ? Delta. Chúng ta sẽ có vàng của vùng vai. Chúng ta có vàng của vùng liên quan đến vùng vai ở rất lớn chủng. Chúng ta sẽ có cái vàng của vùng khuỷu, mặt trước của vùng cánh tay, mặt sau vùng cánh tay, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có cái vàng và liên quan với những cái động mạch. Thì chị cũng về xem dùng cái vàng đó. Sẽ bắt đầu. Như vậy đó là của chi trên. Thì ở chi trên ngoài động mạch thì chị còn có hệ thống tĩnh mạch, đúng không? Thì tĩnh mạch các chị nhớ dùng hệ thống M tĩnh mạch, hệ thống M tĩnh mạch. Các chị nhớ dùng cái hệ thống M tĩnh mạch. Thì sao thế rồi? M tĩnh mạch đó chính là cái hệ thống mà chúng ta có được
từ ba bộ, từ tiền mặt đầu, tiền mặt nền, tiền mặt giữa đầu, tiền mặt giữa nền và tiền mặt giữa cạnh tay. Vậy chúng ta nhớ cái em là tiền mặt gồm được tạo bởi từ tiền mặt đầu, tiền mặt nền, giữa đầu, giữa nền và giữa cạnh tay. Đó là thuộc về cái phần chi trên. Anh chị có thắc mắc gì thêm về vấn đề này không ạ? Của chi trên và chi dưới nó gần như nhau, là chị đều phải học những cái phần về cái chi tiêu của nhau. Như vậy là chúng ta đã xong được cái vùng, đúng không ạ? Chi trên, chi dưới cũng được rồi, ba vùng. Chúng ta sang tới vùng bụng, đúng không ạ? Ở vùng bụng quan trọng nhất là chị nhớ dùng. Thứ nhất là đường đi phân nhánh của động mạch chủ bụng. Đường đi và phân nhánh của động mạch chủ bụng. Đường đi phân nhánh của động mạch chủ bụng thì chị nhớ nó có mấy nhánh tất cả? 9 nhánh tất cả. 9 nhánh. Và chị phải nhớ dùng 9 nhánh đó. 9 nhánh. Gồm có thứ nhất là động mạch hoành dưới. Hoành dưới. Thứ hai là động mạch thận. Thứ ba là động mạch thượng thận giữa. Thứ tư là động mạch thân tạng. Thứ năm là động mạch mạc treo tràng trên. Thứ sáu là động mạch mạc treo tràng dưới. Thứ bảy là động mạch sinh dục. Thứ tám là động mạch thắt lưng. Và thứ chín là động mạch cùng giữa. Cùng giữa. Với những cái nhánh này thì chị cũng phải xem vị trí xuất phát của nó từ đường ở đâu, từ đường ở đâu và nó cho được những cái nhánh gì để cung cấp. Ví dụ khi nhắc tới động mạch mạc treo tràng trên thì chị phải nhớ ngay nó xuất phát từ khoảng đốt sống thắt lưng mấy ạ? Thắt lưng một. Sau đó đi ở đâu ạ? Đi qua khuyết quỷ, là của khuyết quỷ, chúng ta đi qua khuyết quỷ, bắt đầu đi vào trong mạc treo. Đi vào trong mạc treo ruột thì nó bắt đầu đi ở giữa hai lá mạc treo và nó bắt đầu tạo thành những nhánh, xuất phát từ khi lên những nhánh gì ạ? Nhánh thẳng, sau đó tạo thành nhánh cung và cuối cùng tạo thành những nhánh nhỏ để đi vào một chiếc ruột. Và cuối cùng cái phân nhánh của nó tạo thành những nhánh gì? Ngoài những nhánh cho ruột thì nó sẽ có những nhánh cung cấp cho kết tràng. Kết tràng nào ạ? Kết tràng lê, nhánh cho quanh tràng, nhánh cho ruột, ruột thừa và nhánh nối với kết tràng ngang. Đúng rồi. Thì chị phải nhớ được toàn bộ như vậy. Tất cả toàn bộ đường đi liên quan vào các nhánh của động mạch này. Thì thật ra với 9 nhánh của động mạch chủ bụng thì cái nhiều nhất chỉ có là của động mạch thân tạng là một. Động mạch mạc treo tràng trên là hai. Động mạch mạc treo tràng dưới là ba. Còn các nhánh khác hầu như rất là đơn giản. Anh chị chỉ thấy được cái đường đi của nó và cái gốc của nó đi ra từ đâu. Còn các nhánh rất ít. Ví dụ như động mạch treo tràng dưới chẳng hạn, thì chị thấy có cái nhánh tầng đó là động mạch kết tràng. Kết tràng gì ạ? Kết tràng trên thôi. Đúng không? Ngoài ra nó còn trong nhánh bên và nhánh kết tràng trái. Hay là chúng ta phải kết tràng xuống. Còn là nó rất đơn giản. Như vậy chỉ có ba cái nhánh mà chúng ta thấy rất nhiều nhánh. Đó chính là động mạch treo tràng trên, động mạch thân tạng và cái động mạch của động mạch treo tràng trên, động mạch thân tạng. Đó là tôi mới nói cho các chị cũng quên nhưng trên trạng dân thì chỉ nhớ những cái nhánh chính thôi, còn các động mạch khác thì hầu như nó chỉ là cái nguồn gốc và cái đường đi của nó thôi, không có gì. Trong cái động mạch thân tạng thì chị muốn xem kỹ lại cái động mạch thân tạng thì chị xem lại những cái bài trong cái phần nào ạ? Phần dạ dày, trong vòng nối mạch máu của dạ dày thì chị sẽ xác định ngay rất rõ các nhánh thân tạng. Dạ dày tá tụy là của cái vùng bụng. Ngoài ra ở thận bụng thì nó được cung cấp máu từ những động mạch gì? Ở thận bụng thì thứ nhất anh chị nhắc lại nhớ là dùng động mạch thượng vị dưới, thượng vị dưới, nhớ là dùng động mạch thượng vị dưới. Thứ hai là động mạch thượng vị nông, thượng vị nông. Đúng rồi, bởi vì nó mới nghe một chút rồi. Thứ ba thượng vị trên. Trên.
thì đó là những cái nhánh chính cấp cho vùng thành vùng, cho các cơ mà thành vùng can chi. Rồi, như vậy đó là vùng. Vậy chúng ta đã xong chi trên chi dưới. Vùng 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 vùng. Tập nói những phần dưới cho bạn có. Còn về phần các giác quan. Giác quan. Giác quan thứ nhất là phần tai. Phần tai. Thầy ta hôm rồi là thầy Khoa, có nói gì nhiều chưa? Chưa nói gì hết. Nó nói gì nhiều chưa? Chưa nói gì hết luôn. Như vậy phần phần tai thì tôi nghĩ chắc anh chị cũng không có gì quá phức tạp lắm đúng không? Anh chị cứ chịu khó xem một chút xíu được nha. Để chịu khó xem hơi nhiều. Mấy lớp trưởng của mấy cái lớp mình là phải cùng nhau. Về phần tai thì chỉ cần nắm thứ nhất là chúng ta phân loại được phần cấu trúc của tai. Phân loại được cấu trúc của tai. Vì là chúng ta biết được đâu là tai ngoài, đâu là tai giữa, đâu là tai trong. Đâu là tai ngoài, tai giữa và tai trong. Về giới hạn tai ngoài thì chỉ biết là tai ngoài nằm ở lúc nào ạ? Tai ngoài nằm ở lúc nào? Tai ngoài bao gồm loa tai và ống tai ngoài. Tai ngoài chỉ là cấu trúc bao gồm cái loa tai và cái ống tai ngoài. Ống tai ngoài. Phần tiếp theo là tai giữa. Tai giữa được ngăn cách với tai ngoài chính là màng màng nhĩ. Và cái phần tai giữa này nó gồm có hai thành phần chính. Một đó là hòm nhĩ và hai là ba cái xương con. Hòm nhĩ và ba xương con. Ba xương con gồm có xương búa, xương đen và xương mật đạo. Phần còn lại là phần tai trong. Phần tai trong thì chỉ nhớ nó gồm có hai thành phần và gần như nó lồng vào nhau, giống như hình ảnh của con ốc sen. Và người ta gọi đó là mê đạo xương và mê đạo này. Mê đạo xương và mê đạo này, đúng không? Ba phần. Một phần đối với cái tai ngoài thì tôi nghĩ anh chị không có gì quan trọng. Cái quan trọng nhất của tai ngoài anh chị nhớ dùng đó là đường đi và cấu trúc của ống tai ngoài. Đường đi và cấu trúc của ống tai ngoài. Còn cái loa tai thì ra nó chỉ như một cái G vậy thôi thì chỉ không có gì quan trọng thôi. Anh chị nhớ dùng cái đường đi, những cái hướng đi của ống tai ngoài và cấu trúc của ống tai ngoài. Thì cái đường đi của ống tai ngoài bao giờ chị nhớ nó hướng đi từ đâu ạ? Từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong, từ sau ra trước, đúng không ạ? Từ sau ra trước. Từ hơi nói hơi chất từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong và từ sau ra trước. Cho nên khi chị muốn khám được cái màng nhĩ thì bắt buộc chị phải kéo ống tai theo hướng ngược lại, ra sau hơi lên trên, thì chị sẽ làm thẳng được ống tai ngoài và chị sẽ khám được cái màng nhĩ. Tại sao chị có thể kéo được ống tai ngoài như vậy? Vì chính vì cấu tạo ống tai ngoài, 1/3 ngoài là tổ chức ruột và ở bên trong là tổ chức xương. Không phải là ruột, ở trong chính là xương. Cho nên chị có thể kéo được, đúng không? Kéo được. Như vậy chị nhớ được cái cấu tạo của ống tai ngoài. Anh chị nhớ dùng cái thần kinh chi phối cho ống tai ngoài. Đó là thần kinh. Thần kinh đấy à? Thần kinh số 10 nhắm vào thần kinh 10 chi phối cho ống tai ngoài. Đặc biệt thì thấy trên vùng mặt tôi chỉ cảm giác đa phần đều vào thần kinh số mấy này? Số 5. Riêng cái vùng tai cho này chỉ tai ngoài chỉ đây là thần kinh số 10. Cho nên khi chị lấy ráy tai chị đụng vào chị cảm giác nó kích thích thần kinh 10 của chị, cảm giác muốn ho, bướu cổ của chúng ta ho, đúng không ạ? Xì vân vân. Do đó kích thích vào thần kinh số 10. Đặc biệt. À, như vậy đó là cấu trúc của ống tai ngoài, chị lưu ý một chút. Phần tiếp theo mà chị quan tâm đó là chúng ta nhớ quan tâm tới cấu trúc của màng nhĩ. Cấu trúc của màng nhĩ. Đây lên nặng của chị đấy, nặng cái cảm giác. Về cái màng nhĩ. Màng nhĩ thì chị phải nhớ hình dáng, kích thước. Hình dáng, kích thước. Và chúng ta về phân chia của màng nhĩ. Phân chia của màng nhĩ.
cái phân chia của màn hình thì đơn giản, các chị cần nhớ là gió được gắn vào cái phần cán của xương búa, và cái cán xương búa này nó sẽ chia cái màn hình là hai phần rất rõ, phía trên được gọi là phần trùng và phía dưới được gọi là phần căng. Phía trên là phần trùng và phía dưới là phần căng. Và người ta dựa vào cái cán xương búa này, người ta sẽ tiếp tục chia cái màng nhĩ chúng ta là bốn vùng chính, là bốn vùng chính, là bốn vùng chính, được gọi là vùng, thế chị vùng này gọi là vùng gì ạ? Trước trên, sau dưới và trước dưới. Tại sao chúng ta phải nhớ bốn vùng này? Vì anh chị sẽ nhớ, thứ nhất là vùng trước dưới, nó có một cấu trúc mà chị thường khám màng nhĩ chúng ta thấy được rất rõ, đó là nón sáng hoặc là tam giác sáng, nón sáng hoặc là tam giác sáng. Như vậy nếu người ta hỏi chị nón sáng là một vùng nào của màng nhĩ thì chị nhớ là 1/4 trước dưới. Một vùng thứ hai quan trọng các chị cũng cần lưu tâm, đó là 1/4 sau dưới. Vùng này các chị thường làm cái thủ thuật rạch màng nhĩ khi chúng ta có bị ứ dịch ở trong cái màng nhĩ, ví dụ như viêm tay giữa xuất tiết vân vân, thanh dịch thì chị có thể rạch màng nhĩ ở 1/4 sau dưới. Tại sao chúng ta không đặt ở vùng khác mà đặt 1/4 sau dưới? Vùng này ít và nhỏ hơn kia. À, như vậy các chị nhớ cấu trúc của màng nhĩ. Cấu trúc tiếp theo là cái tay giữa. Tay giữa thì anh chị nhớ dùng, thứ nhất là họng nhĩ. Họng nhĩ thì anh chị nhớ dùng bốn cái thành của họng nhĩ, à, xin lỗi, sáu thành của họng nhĩ. Sáu cái thành của họng nhĩ. Thì sáu thành sẽ có thành trên, thành dưới, thành trước, thành sau, thành trong và thành ngoài. Đúng rồi, thành sau và thành ngoài. Sáu thành, có sáu thành trước. Thì anh chị nhớ dùng cái tên của sáu thành này. Thành trên được gọi là thành trần, thành trần, đúng không ạ? Thành dưới được gọi là thành tĩnh mạch cảnh, thành tĩnh mạch cảnh vì nó có liên quan với tĩnh mạch cảnh trong, đúng không ạ? Thành trước được gọi là thành động mạch cảnh, thành động mạch cảnh. Thành sau được gọi là thành chủng vì nó có liên quan với xương chủng, đúng không ạ? Thành trong được gọi là thành mê đạo vì nó liên quan với tay, tay trong, mê đạo xương, mê đạo này. Thành ngoài chính là thành màng vì nó chính là do cái màng nhĩ tạo nên, màng nhĩ tạo nên. Như vậy có sáu thành. Trong sáu cái thành này, các chị cũng quan tâm dùng các chi tiết có được ở trên các thành này. Thứ nhất, các chị sẽ để ý dùng thành trước. Ở thành trước, các chị sẽ có lỗ nhĩ vòi tai. Thành trước chúng ta có cái lỗ nhĩ vòi tai để thông với vùng hầu, đúng không ạ? Qua cái vòi nhĩ có lỗ nhĩ vòi tai. Thành thứ hai thì quan tâm đó là thành trong. Thành trong thì sẽ có hai cái cửa sổ tròn và cửa sổ hồ dung, hay người ta còn gọi là cửa sổ tiền đình và cửa sổ khúc tai. Cửa sổ tròn và cửa sổ hồ dung. Thành thứ ba chúng ta quan tâm là thành sau. Thành sau sẽ có một cái lỗ thông hang, lỗ thông hang, lỗ thông hang để chúng ta có thể thông được với cái hang chủng ở phía sau, hang chủng ở phía sau. Ngoài ra ở cái thành trong, cái thành chúng ta gọi thành bê đạo thì nó còn có liên quan với cái thần kinh số 7, thần kinh mặt. Thần kinh mặt đó liên quan từ cả thành trong và đi ra luôn cả cái thành thần chủng, thành sau. Cho nên chỉ khi chúng ta mổ viêm tai xương chủng có nguy cơ bị liệt mặt, đúng không ạ? Do cuối cùng thần kinh 7 đi ra lộ gì ạ? Lộ trầm chủng, lộ trầm chủng, đúng không ạ? Anh chị nào lên chuyên khoa tai mũi họng nhớ thành kinh 7. Sau khi nằm trong xương đá, đúng không ạ? Thì nó sẽ chui ra bộ mặt ở lỗ trầm chủng. Các chị có cách nào để xác định được cái lỗ trầm chủng này một cách chính xác không? Dựa vào đâu?
thừa cái lỗ chân chửng, nó đi ra, nó cắt góc hàm khoảng bao nhiêu? Khoảng 40 cm, tức là 40 mm, là 4 cm. Là cái mốc để chúng ta từ nay gặp. Cái thứ hai là anh chị sẽ làm được trong một cái góc tam giác, dù của cơ gì thân, đúng không? Và của góc hàm. Thì anh chị xác định khi chúng ta làm da, chúng ta cẩn thận thì. Và đặc biệt, cái thần kinh mạch, độ sâu của thần kinh mạch bên phải, bên trái nó khác nhau, không giống nhau. Cho nên nếu chị có phổ biến căng da mặt chẳng hạn, nhớ bên phải bao giờ cũng sâu hơn bên trái, thường làm sâu hơn bên trái. Cho nên răng da cũng sẽ khác nhau. Thì nếu chị nhớ quan tâm dùng đó là cái liên quan ở thành sau và cái thành trong của cái hợp lý. Đây là ba cái sư con, đây là cái hoài nghi của thông lên, đúng không ạ? Khi mà nhắc tới cái hòm nhĩ thì chúng ta có thành trần, thành trên chính là cái phần xương thái dương. Xương thái dương thì anh chị nhớ về xem dùng cái cấu trúc xương thái dương, phần này là chính là trong vùng đầu mặt, đúng không ạ? Vùng đầu mặt trên người là dùng cái xương thái dương. Hôm trước anh chị học vùng đầu mặt, có học thì về xương không? Học vùng đầu mặt. Xương thái dương chị cũng có mấy phần? Phần trai. Ba phần, phần gì ạ? Phần này chính là phần? Phần trai. Phần này là phần? Phần đá. Đây chính là phần? Phần nhĩ. Phần nhĩ. Thành như vậy đó là chúng ta có được cấu trúc của cái tay giữa để ba xương còn, chúng ta nói xương múa, xương đá, xương đá. Các chị đều mô tả được ba xương này. Đối với tay trong, anh chị cũng mô tả được các thành phần của bên đạo xương và bên đạo mạc. Mô tả đủ các thành phần của bên đạo xương và bên đạo mạc. Ví dụ, bên đạo mạc anh chị gồm có các ống mang tim mạc, có xoang nang, cầu nang, có ống phốc tạng. Ba ống bán khuyên này nó có tên gọi là ống gì? Vì anh chị sẽ nhớ theo cái vị trí của nó, đúng không ạ? Gồm có thứ nhất ống nào ạ? Thứ nhất ống bán khuyên trước, thứ hai ống bán khuyên sau, thứ ba ống bán khuyên ngoài. Rất dễ nhớ, anh chị nhớ ngoài thì nằm ngang, ngoài ngang, nằm ngang. Chúng ta có ba ống bán khuyên trước, sau và ngoài. Một ống bắt khuyên như vậy nó có mấy chân? Hai chân, chúng ta gọi hai cái trụ. Một cái trụ nó phình to gọi là trụ bóng. Một cái nó không có phình to chúng ta gọi là trụ đơn. Trụ bóng và trụ đơn. Thì trụ đơn của ống bắt khuyên trước và trụ đơn của ống bắt khuyên sau tạo thành một cái trụ gọi là trụ chung. Gọi là trụ chung. Trụ này gọi là trụ chung. Ống bán khuyên thì được đổ vào trong xoang nang, xoang nang được nối với cầu nang, giữa xoang nang và cầu nang được nối bằng ống xoang cầu. Ống xoang cầu đổ vào xoang nang và cầu nang còn có ống nội dịch, và bên trong nó sẽ có dịch nội dịch bên trong. Rồi, đó là ba ống bán khuyên. Còn thành phần tiếp theo chúng ta có đó là ống ốc tai. Ống ốc tai khi chúng ta đã nói cái chữ ống, chúng ta nghĩ nó cái thiết diện cắt ngang của nó có hình tròn, nhưng thật ra khi chúng ta cắt ngang cái ống ốc tai, cái chỉ thấy đây là ống ốc tai, nó lại có hình tam giác ốc tai. Còn cái phía ngoài mà chị thấy cái hình tận ngoài chính là ốc tai xương, tai xương đấy chính là ốc tai. Thì ống ốc tai của chúng ta nó bằng xoắn bằng hai vòng rưỡi, và cái thiết diện cắt của nó thường là hình tam giác. Với hình tam giác như vậy thì chị sẽ có được định canh như sau. Thứ nhất, cái phần và cái cạnh của cái tam giác thì chỉ phải nói là dây chằng xoắn ốc. Cái thứ hai chúng ta có màng tiền đình, và cái thứ ba chúng ta gọi đó là cái mặt, gọi cái màng nền, đang màng nền, màng nền. Như vậy ống ốc tai chúng ta gồm có ba phần, phía ngoài là dây chằng xoắn ốc, phía trên chúng ta có màng tiền đình,
phía dưới chúng ta có cái màn đèn. Trên cái màn đèn này là nơi nó sẽ có nhiều thể sống, hay chúng ta còn gọi là thể có tim. Trên màn đèn là nơi chúng ta có nhiều thể sống, hay còn gọi là thể có tim. Hồi này, anh chị có nhớ là chúng ta nói bên trong của về đạo màng, trong các tổ chức này nó có chứa gì ạ? Độ dịch thôi mà. Thì anh chị hình dung khi mà độ dịch, vì một lý do chúng ta sẽ thấy cái độ dịch này nó được rung động. Rung động. Thì cái rung đó sẽ tác động ngay chính trên các thể nào này? Thể sóng. Và cái thể sóng này tiếp tục truyền xung động đi ra ngoài theo một sợi dây thần kinh. Đó chính là thần kinh số. Số 8. Nhắn. Ốc tai, đúng không ạ? Nhắn ốc tai. Và nó sẽ tạo thành lúc này nó chuyển biến từ xung động âm thanh trở thành xung động thần kinh và chị nghe được. Cho nên tổ chức thể xoắn, cái thể có tim này là cái tổ chức rất quan trọng. Nó sẽ giúp chúng ta biến đổi từ âm thanh thành trạng thần kinh và chị nghe thôi. Vì vậy nếu chị tổn thương nhắn ốc tai hoặc là tổn thương những cái thể xoắn này thì chị sẽ bị biết biết vĩnh viễn, đúng không? Biết vĩnh viễn. Nhưng nếu chị chỉ tổn thương những phần khác thuộc về những triệu âm thanh thì chị có bị biết không? Dạ. Anh chị chỉ nghe kém thôi. Vì âm thanh ngoài nhận truyền theo đường không khí thì còn nhận truyền theo từ xưa một tháng chị. Anh chị vẫn còn nghe được. Anh chị nhớ những pháp chúng ta đặt âm thoa, âm thoa thì được đầu. Chúng ta sẽ đo được sự lan truyền vào tổ chức xưa. Cho nên là chúng ta nhớ. Dạ. Như vậy chúng ta sẽ thấy được đó là cấu trúc của công ốc tai. Cấu trúc tiếp theo là của mê đạo xương. Mê đạo xương thì chỉ gồm có ba ống bán khuyên xương, tiền thần sự và ống ốc tai xương. Ống ốc tai xương. Ống ốc tai xương. Ba ống bán khuyên xương thì anh chị thấy nó y chang với lại gì ạ? Với lại ống bán khuyên, bán khuyên màng. Vì nó bọc phía ngoài cho nên nó y chang, không khác gì cả. Thì nó y chang không khác gì hết. Chúng ta cũng có ống bán khuyên trước, bán khuyên sau, bán khuyên gì ạ? Ngoài. Nhớ ngoài thì nằm ngang nha. Và thành phần như hồi nãy chúng ta có nói ba ống bán khuyên màng thì được đổ vào trong xoa nang và cầu nang. Thì ở đây ba ống bán khuyên xương sẽ được đổ vào trong tiền đựng. Đổ vào trong tiền đựng. Và cái tiền đựng này anh chị ở đây là tiền đựng thật sự. Đổ vào trong tiền đựng thật sự. Tiền đựng thật sự như vậy nó sẽ bao phủ lấy xoan nang và cầu nang. Trên cái bề mặt của tiền đựng thật sự anh chị đang thấy được đây chính là cái cửa sổ tiền đựng. Chính là cửa sổ tiền đựng. Cửa sổ tiền đựng. Cửa sổ tiền đựng này hồi nãy tôi có nói với anh chị là đây là cái phần chúng ta sẽ có cái bàn đạp xương bàn đạp, nó đầy lên đó. Và khi mà xúc động âm thanh nó làm rung cái xương bàn đạp thì nó sẽ tiếp tục truyền qua cái cửa sổ tiền đình này và vào trong nội dịch bên trong. Phía dưới của cái lỗ tiền đình, cửa sổ tiền đình, mình chỉ thấy chúng ta có đây là cửa sổ ốc tai, cửa sổ tai, cửa sổ tròn đây, cửa sổ tai. Vậy cửa sổ tiền đình là nơi chúng ta có cái xương bàn đạp nó đè vào để nó truyền xung động vào với cửa sổ ốc tai để làm gì? Cửa sổ tròn này. Cửa sổ tròn, cửa sổ ốc tai đây chính là nơi chúng ta gọi giống như là cái cơ quan giảm áp đấy. Khi chị âm thanh nó quá lớn, vượt ngưỡng thì nó sẽ thoát được bên ngoài cái cửa sổ ốc tai này và làm bớt khả năng gây ra tổn thương tai của các chị. Rồi, thành phần thứ tiếp theo chúng ta có đó là ống ốc tai xương. Thì ống ốc tai xương chính là cấu trúc bao phủ phía ngoài của ống ốc tai. Và cái thiết diện lúc này nó mới lại có hình gì ạ? Hình tròn. Nó có hình tròn. Đây, hình tròn. Còn cấu trúc mà chị đang nhìn được ở đây chính là ống ốc tai này, đúng không ạ? Như vậy đầu tiên anh chị nhìn vào ốc tai xương, anh chị sẽ thấy có một cấu trúc nằm ngang để nó gắn gần vào với cái màn đèn. Và cấu trúc đó người ta gọi là cái mặt xoắn. Trong ốc tai xương thứ nhất là có mạch xoắn, hay mạch xoắn.
thì cái mảnh xóm này sẽ có phần chia ốc tai xương, chúng ta làm hai phần, phía trên được gọi là thang tiền đình và phía dưới được gọi là thang nhĩ. Phía trên là thang tiền đình và phía dưới là thang nhĩ. Phía trên là thang tiền đình, phía dưới là thang nhĩ. Ở trong cái phần chúng ta gọi là giữa cái bê đạo xương và bê đạo màng thì cấu trúc trong màng sẽ chứa chúng ta một cái dịch, chúng ta gọi đó là ngoại dịch. Ngoại dịch giữa bê đạo xương và bê đạo màng sẽ có cái ngoại dịch. Như vậy bây giờ anh chị có thể nhìn trở lại cái đoạn này. Bây giờ nếu chúng ta có một sóng âm truyền qua cái tai ngoài đến tai giữa thì nó sẽ tập lên màng nhĩ, đúng không? Trên màng nhĩ nó sẽ tác động lên xương búa, xương đan, xương mạc đàm. Xương mạc đàm sẽ tác động lên cửa sổ tiền đình, đúng không? Cửa sổ tiền đình. Cửa sổ tiền đình sẽ tác động làm rung các chị ngoại dịch hay nội dịch? Ngoại dịch hay nội dịch? Ngoại dịch. Ngoại dịch. Vì nó nằm ở giữa mấy đầu xương với đầu màng này, cho nên sẽ làm rung ngoại dịch trước. Sau đó đến đỉnh của cái ống ốc tai thì nó sẽ truyền tiếp tục vào trong nội dịch ở bên trong. Từ nội dịch sẽ tác động trên các hệ xóm hay các loại hệ con tim và truyền tiếp tục theo thần kinh số 8 để về não chúng ta nghe được. Nếu âm thanh quá lớn sẽ thoát ra ngoài theo cái cửa sổ ốc tai chúng ta để giảm áp. Như vậy chúng ta sẽ có được đó chính là đơn giản cái sự nghe một cách đơn giản thôi. Trong cái phần cơ quan tiền ốc tai, ngoài cái cấu trúc của ba cái phần tai ngoài, tai giữa, tai trong thì chỉ phải nhớ lại thêm thần kinh số mấy này, thần kinh số 8. Chỉ phải nhớ lại thần kinh số 8. Vậy thần kinh số 8 khi nhớ thì chỉ phải nhớ cùng vậy phải nguyên ủy thật, nguyên ủy hư, đường đi, liên quan, trung tâm, phải không? Như vậy chúng ta nhắc thử xem thần kinh số 8 được có nguyên vị thần bắt đầu từ đâu rồi? Nó gồm có hai nhánh, đúng không ạ? Nhánh tiền đình và nhánh ốc tai. Cho nên nguyên vị thần của phần tiền đình chính là thần xoắn ốc. À xin lỗi, thần tiền đình. Còn nguyên vị của phần ốc tai chính là thần xoắn ốc. Thần xoắn ốc. Sau đó nó sẽ chui qua đâu ạ? Lỗ tai, tai trong. Đi qua lỗ tai trong, đúng không ạ? Chưa có lộ tay trong và nó đi ra ngoài để về não. Về não thì khi đi về não nó sẽ đi qua rặng hằn cầu, thì rặng hằn cầu chính là nguyên vị hư, đúng không? Đi qua rặng hằn cầu, từ đó nó sẽ tiếp tục đi về trung tâm phân tích của nó ở đâu ạ? Trung tâm phân tích thính giác nằm ở hồi thái dương trên. Hồi thái dương trên. Đó là chúng ta biết được đường đi của nó, trung tâm của nó. Rồi, như vậy đó là xong phần bài tan. Được chưa? Thắc mắc gì không? Tại vì bây giờ chị mới chịu học kinh thấy nó nhiều, đúng không? Chứ còn nếu chị học tài tài thì chắc mình không có nhiều. Giờ thì nó dồn lại cái tuần sau thi là hoàn hóa, đúng không? Thì nhiều. Chứ còn nếu chúng ta học trước thì không có nhiều. Giờ như thế này. Như vậy là xong bài tai. Tôi tiếp tục tới chị mắt. Từ mắt thì chị sẽ nhớ được các chi tiết gì? Mắt thứ nhất, thực ra gọi bài mắt thì nó không chính xác, mình chỉ phải gọi là cơ quan thị giác mới đúng. Tại sao chúng ta gọi là cơ quan thị giác? Vì bản thân cơ quan thị giác nó gồm có hai phần chính. Một là mắt và cơ quan mắt phụ. Mắt và cơ quan mắt phụ. Chính là mắt và cơ quan mắt phụ. Thì mắt sẽ gồm có nhãn cầu và thần kinh thị giác. Mắt thì bao gồm nhãn cầu và thần kinh thị giác.
bao gồm nhà cầu và kinh tế nét. Còn cơ quan hấp thụ của các chị sẽ gồm có 5 thành phần chính. Một là cái mạc ổ mắt. Hai là cái cơ của nhãn cầu. Ba là lông mày. Bốn là bộ lệ. Và năm là mí mắt. Anh chị nhớ chỗ này, chúng ta nhớ đây là mạc ổ mắt, chứ không phải là ổ mắt. Ổ mắt được tạo được từ xương đầu mặt, còn mạc ổ mắt thì không phải. Do cấu trúc bên trong mạc ổ mắt này sẽ liên tục với các tổ chức cơ và tạo thành cái mạc bên của các ngoài khúc mạc vân vân rất nhiều. Thì trong cơ quan hấp thụ, anh chị quan tâm đến tôi các thành phần chính: một, cơ và đầu, cơ nhãn cầu đó. Thứ hai là mạc ổ mắt. Thứ ba là bộ lệ. Ba thành phần này anh chị quan tâm kỹ một chút. À, bây giờ chúng ta nhìn vào từ cấu trúc một của chúng ta. Thì thứ nhất là thân. Về mắt thì chỉ xác định thứ nhất là cái nhãn cầu. Đây là cái ổ mắt chúng ta là đọc trong phần xương của vùng đầu mặt rồi. Xương đầu mặt thì người ta có thể hỏi chị được vùng đầu mặt đúng không? Ví dụ người ta hỏi cái hốc mắt của các chị có thằng trên được tạo bởi từ xương nào? Thì chị nhớ thằng trên được tạo bởi từ xương gì? Xương gì nữa? Xương trán. Xương trán, phần nào của xương trán? Phần ổ mắt. Phần ổ mắt của xương trán, đúng không? Thằng trên. Thằng trên có gì? Hoặc là thằng dưới để tạo bởi cho cấu trúc gì? Xương gì nữa? Xương mắt, xương gì nữa? Xương hàm trên. Thằng trong. Thằng trong. Xương lệ. Xương gì nữa? Đây xương lệ đây thôi. Đây xương gì nữa? Thành phần nào của xương sàn? Mảnh ổ mắt. Chi tiết nào của vây đạo sàn? Thành hoa của vây đạo sàn. Hay người ta còn gọi đó là xương giấy, đúng không? Xương giấy. Thành hoa của vây đạo sàn. Đã đó chỉ nhớ chưa? Cấu trúc của các thành của mắt. Phần này trong phần xương chỉ đọc rồi. Anh chị cũng nhớ luôn ở đây chỉ có những cái lỗ, có những cái lỗ gì? Thứ nhất, lỗ gì nè? Lỗ thần kinh thị giác, đúng không? Đây là nơi lỗ thần kinh thị giác này. Thứ hai, chúng ta có khe ổ mắt trên. Thứ ba, có khe ổ mắt dưới. Và đây chúng ta có hai cái lỗ, được gọi là lỗ sàn trước và lỗ sàn sau. Nếu mà chỉ lột sang trước này có cái gì đi qua chỉ là được không? Lột mặt sang trước. Động mặt. Đây là nơi có thần kinh. Sàn động mặt đi qua đúng không? Thần kinh sàn trước là nhánh của thần kinh nào? Sàn trước. Thần kinh sàn trước thì là nhánh thần kinh mũi. Mũi mi. Mũi mi là nhánh thần kinh 5-1 đúng không? Nhớ được không? Rồi, chúng ta nói tới phần nhãn cầu ha. Nói về chưa không hỏi chị nhiều vậy đâu. Hỏi chủ yếu là nếu có hỏi tới chị có cấu trúc xương nào hoặc thành phần nào tham gia vào các thành của mắt thôi. Chứ còn cách mà thành phần đi qua với những thủ kinh của chị đã học rồi. Về nhãn cầu thì chị nhớ được 3 cái lớp của nhãn cầu. Cấu trúc 3 lớp của nhãn cầu. Lớp ngoài cùng được gọi là lớp sơ, đúng không ạ? Lớp sơ thì nó được chia làm 2 phần. Một phần 6 phía trước thì chúng ta gọi là giác mạc, và 5/6 ở phía sau thì gọi là cụm mạc. 5/6 phía sau chúng ta gọi là cụm mạc. Về cấu trúc mô học của các lớp này thì chúng ta sẽ không phải các chị đâu. Ví dụ như 5/6 của cụm mạc cũng tạo bởi từ cái lá cụm mạc kết riêng lá sắc tố, thì không cần hỏi đâu. Chỉ hỏi những chị chủ yếu là các thành phần thôi, giác mạc và cụm mạc thôi.
thì giác mạc thì chị nhớ đặc điểm của nó là phải là gì ạ? Trong suốt, chắc chắn là trong suốt rồi, đúng không ạ? Và nó có móng nuôi không? Không. Có bằng móng nuôi không? Không. Không, thì nó được nuôi dưỡng bằng? Không, không. Bằng thủy dịch, là được nuôi dưỡng bằng thủy dịch. Bằng thủy dịch. Vậy anh chị có lý giải được chúng ta sao chúng ta có bệnh lý gọi là hay gọi là lý nhạc viêm đồng cảm chị bên mắt đúng không? Nhạc viêm đồng cảm với lý do tại sao? Người ta thường hay nói là bệnh lý tổn thương mắt một mắt bên này một thời gian sau đó còn lại đôi khi có thể bị tổn thương thêm và mờ dần có thể bị mù. Nguyên nhân chính là tổn thương giác mạc của các chị ở đây. Trong các bệnh lý của giác mạc nó không có mạch máu nuôi. Tuy rằng trong phôi thai nó còn được có một hệ thống mạch máu tới nuôi nhưng sau đó tắt lại rất sớm. Cho nên tế bào của giác mạc được xem gần như là một vật lạ với hệ thống miễn dịch của các chị. Một vật lạ. Cho nên các chị thấy chúng ta bị ghét giác mạc có dễ không? Người cho giác mạc và người nhận rất là dễ dàng. Không cần nhiều khi phải cùng gần yếu tố miễn dịch. Chỉ bằng ghép được vì bản thân giác mạc là nơi nó không có mạch máu luôn ngay cả từ những khối thai cho nên là gần như nó một vật lạ đối với cơ thể chúng ta vì một lý do nào đó ví dụ chị bị chấn thương giác mạc chấn thương mắt lúc đó tế bào của giác mạc mới bị lọt vào trong hệ thống mạch máu khi lọt vào hệ thống mạch máu thì chắc chắn này cơ quan cơ thể chúng ta nhận biết nó là vật lạ thì khi là vật lạ thì theo cơ thể chúng ta sẽ biết ra kháng thể và thành phức hợp kháng nguyên kháng thể. Phức hợp kháng thể đó sẽ tiếp tục phá hủy cái giác mạc của các chị, giống như cơ chế tự miễn trong bệnh lý của viêm cầu thận. Đúng không ạ? Và giác mạc của chị hai bên thì giống nhau, cho nên tổn thương mắt bên, tổn thương thì nó cũng phá hủy cái giác mạc của bên kia. Vì vậy, các chị sau một thời gian sẽ bị tổn thương mắt bên kia. Chúng ta gọi là cơ chế tự miễn trong bệnh lý nhạc viêm cầu thận. Và cơ chế chính chính là do giác mạc không còn gần như nó một phần lạ đối với cơ thể các chị. Cho nên đó là một cái đặc điểm rất quan trọng. Rằng cái lớp giữa cái phần mà giác mạc của vùng mặt nó có những cái rộng trong này thì chị sẽ về xem thêm. Chúng ta chỉ nói qua những cái lớp để chị ta để ý một chút. Lớp thứ hai thì chúng ta gọi đó là cái lớp mặt. Lớp mặt thì lớp mặt anh chị nhớ được chia làm ba phần: màng mặt, móng mắt và thể mi. Màng mặt, bóng mắt và thể mi ba phần. Màng mặt, bóng mắt và thể mi thì trong cái màng mặt này nó chiếm khoảng 2/3 sau của cái nhãn cầu và đây là cái phần nó lớn nhất. Bên trong nó có chứa rất nhiều mạch máu và cái tắc tố và mục đích của nó chính là để tạo những cái vùng tối của mắt và những cái khoảng tối của mắt và giúp chúng ta có thể nhìn rõ hơn cái khoảng tối của mắt. Còn cái phần thể mi thì đây là nơi chính là nó sẽ có những cái mỏm mi và nó tiết ra được cái thủy dịch cho các chị. Thể mi chính là nơi tiết ra thủy dịch bằng những cái mỏm mi. Và thể mi này nó sẽ có những hệ thống dây chằng đến nối với thấu kính, chúng ta gọi là dây chằng treo thấu kính hay còn gọi là dây chằng di, đúng không ạ? Dây chằng treo thấu kính. Phần thứ ba là phần móng mắt. Móng mắt này chúng ta còn gọi nó chính là cái đồng tử của chị. Đồng tử là cái trọng đen của các chị. Thì bên trong nó sẽ giới hạn chúng ta chính là cái con ngươi. Đúng không ạ? Con ngươi. Và cái con móng mắt này anh chị lưu ý dùng cái hệ thống cơ của móng mắt. Cơ của móng mắt. Chúng ta lưu ý dùng hệ thống cơ của móng mắt. Gồm có các cơ hình thang hoa, các cơ vòng mắt của bờ cong nhỏ và cong lớn. Về cái mạch máu của cái lớp màng mặt này thì chỉ nhớ dùng cái tên của các mạch máu tên thôi, gồm có ví dụ như là mạch mi ngắn, đó là mạch mi ngắn rất nhiều ha, mi ngắn. Còn đây là hệ thống của trong cái phần thể vi, tại vì nó có rất nhiều hệ thống tĩnh mạch để nó tạo thành chúng ta tạo thành cái thủy dịch đấy, mạch máu rất nhiều này.
đây là của cái mống mắt, thì chúng ta gọi là cái con người ở giữa của cái mống mắt, đây chính là đối tượng các chị gọi là trục đen. Nhưng không tận máu, tận vòng vừa văng lên, tận máu vừa văng nhỏ. Lớp thứ ba là lớp vọng mạc. Lớp vọng mạc thì chị cũng nhớ nó gồm có 3 phần: vọng mạc thị giác, vọng mạc hệ vi và vọng mạc mống mắt. Gồm có 3 phần: vọng mạc thị giác, vọng mạc hệ vi và vọng mạc mống mắt. Thì trong 3 phần này các chị quan tâm dùng cái phần vọng mạc thị giác. Trên vọng mạc thị giác chúng ta có hai vết lõm. Một người ta gọi là hoàn điểm, và hai là cái điểm mù, hay còn gọi là cái đĩa thần kinh thị. Điểm mù hay còn gọi là đĩa thần kinh thị. Thì hoàn điểm là nơi nó nằm phía trên của cái điểm mù, và nó nằm ngay trên cái trục, chúng ta gọi là trục thị giác, trục thị giác. Vì vậy hoàn điểm là nơi chúng ta nhìn rõ sự vật nhất, nhìn rõ sự vật nhất, nhìn rõ sự vật nhất. Ở hoàn điểm này nó chứa những cái tế bào thần kinh thị giác, chúng ta gọi tế bào hình nón và tế bào hình quang, đúng không? Còn cái vết, cái địa thần kinh thị hay là chúng ta gọi là điểm mù, thì nó nằm ngay trên vào cái đường đi vào của thần kinh thị giác, và ở đây nó lại không hiện rõ, vì nằm lên trên, trên đây chúng ta không hiện rõ sự vật nhất, và chúng ta gọi là điểm mù. Vậy anh chị có nhớ cái tật khúc xạ? Nếu gọi là cận thị thì cái ảnh của vật sẽ nằm như thế nào so với lớp vọng mạc, trước hay sau? Cận thị thì chúng ta sẽ nằm ở phía trước, viện thị nằm ở phía sau. Vậy lão thị thì là sao? Lão thị là phía sau. Lão thị thì sao? Vậy viện thị và lão thị giống nhau hay khác nhau? Viện thị và lão thị triệu chứng giống nhau nhưng cơ thể khác nhau. Đúng không ạ? Không có co được cái hình thể. Đây là cấu trúc mà chúng ta thường hay soi đáy mắt. Chúng ta soi vào cái hoàn điểm, đúng không ạ? Rồi, thành phần tiếp theo anh chị quan tâm trong phần mắt, ngoài cái phần nhạc, ba lớp của cái nhạc cầu, là anh chị nhớ dùng thêm, đó là cái các động mạch đi cùng với đi vào trong cái thần kinh thị giác, đó là động mạch mắt. Động mạch mắt, các chị quan tâm dùng cái động mạch mắt. Động mạch mắt thì anh chị muốn xem, chị xem lại cái động mạch cạnh trong, đúng không? Đây chính là phần nhắn của động mạch cạnh trong. Bên trong đó là mặt cạnh trong lớn gì nữa, trong chị xem những các phần nhánh của bạn đó nhé. Phần tiếp theo là phần thần kinh thị giác. Thần kinh thị giác, vì thần kinh thị giác các chị cũng tương tự như vậy, các chị cũng nhớ là những cái nguyên vị thần, nguyên vị hư, đường đi liên quan của thần kinh này. Thì chị nhớ dùng thần kinh thị giác bắt đầu từ lớp vọng mạc thị giác, đúng không? Là nguyên vị thần, vọng mạc thị giác. Sau đó nó chui ra đâu ạ? Chui qua lỗ thần kinh thị giác, có hiện tượng mắc chéo tạo thành giao thoa thị giác. Từ giao thoa thị giác sẽ tạo thành các giải thị giác. Giải thị giác sẽ đi về nguyên vị thần nằm ở trên não, đó là thể gối ngoài và lồi não trên. Sau đó tiếp tục đi trong tổ chức não bằng những cái sợi rất nhỏ gọi là các tia thị giác, và đi về trung tâm phân tích của thần kinh thị trọng. Mình chỉ nhớ lại cái đường đi của thần kinh thị giác. Tại phần này các chị chưa được học thì tôi nói hơi nhiều, nên là các chị cũng rõ hơn chút.
chúng ta thể vân hòa người tạo trên. Trong các cơ quan, trong các tổ chức mà chỉ để ý của bề mắt thì nó còn có một cái thành phần giúp chúng ta có thể nhìn được, người ta gọi là các môi trường trong suốt của mắt. Môi trường trong suốt của mắt thì cái môi trường trong suốt của mắt gồm các thành phần, thứ nhất là cái giác mạc, thứ hai là cái thủy dịch, thứ ba là cái thấu kính, và thứ tư là cấu trúc đa phần ở phía sau, người ta gọi là thủy tinh thể. Cái trước đây chỉ là cái dịch kính và mang thủy tinh thể ở phía sau. Như vậy gồm có bốn thành phần: giác mạc, thủy dịch, thấu kính và thủy tinh thể. Thủy tinh thể thì giác mạc các chị cũng mô tả rồi, chúng ta không nói thêm. Thủy dịch thì chỉ nhớ dùng cái đường đi của thủy dịch. Thủy dịch sau khi nó được tiết ra từ thể vi thì nó sẽ đi vào trong hậu phòng, sau đó nó chui qua cái con ngươi để đi ra tiền phòng. Từ tiền phòng nó sẽ được tái hấp thu vào xoang tĩnh mạch cụ mạc, được hấp thu vào trong xoang tĩnh mạch cụ mạc. Cho nên chị thấy có nhiều trường hợp người ta bị hẹp cái khe ngay cái rãnh giữa cái cụ mạc và cái giác mạc, làm hẹp cái xoang tĩnh mạch cụ mạc và đưa đến bệnh lý là tăng nhãn áp. Đúng là tăng nhãn áp, chúng ta gọi là bệnh lý glaucoma, tăng nhãn áp. Và người ta phải giải phóng cái lộ thoát này để chúng ta mới có được sự tái hấp thu của cái thủy dịch. Chẳng hạn chúng ta nhớ cái đường đi của nó. Thấu kính thì chỉ nhớ dùng cấu trúc của thủy tinh, của thấu kính nó gồm có 3 phần chính. Một ở giữa chúng ta gọi là nhân. Thứ hai, tổ chức nằm ở phía ngoài cùng nhất được gọi là mỏ. Và thành phần thứ ba nằm ở giữa mỏ và nhân được gọi là chất thấu kính. Ở giữa là nhân, phía ngoài là mỏ. Và ở giữa nhân và mỏ được gọi là chất thấu kính. Chất thấu kính. Thì thành phần của các ba cái cấu trúc này nó đều trong suốt. Cho nên chúng ta thấy nó được gọi là cái môi trường trong suốt. Tuy nhiên cái chất thấu kính thì chị thấy nó gần giống như một sản phẩm là albumin. Cho nên là dưới tác động của nhiệt, nó thường hay nhiệt bị đục và nó bị vận động đi. Cho nên là cái chúng ta bị đục thủy tinh thể, như này nói đúng không ạ? Cataract, từ mắt. Cho nên chúng ta nói chúng ta đang trời nắng thì cái đèn râm là vì vậy. Để nó hạn chế bớt tác động lên cái chất thủy tinh thể. Đây cũng là nơi mà chị có thể lấy trong mổ, chúng ta lấy còn lại vỏ hoặc là bao thủy tinh. Chúng ta chỉ là mình và người ta có thể bị đụng cái bao sau trong một số trường hợp xuất hiện đây. Đây là cái màng của ổ mắt. Màng ổ mắt này các chị lưu ý dùng. Màng ổ mắt gồm có các thành phần chính như sau. Thứ nhất là đầu tiên là cấu trúc nó dính vào cái hốc mắt của màng xương, chúng ta gọi là ngoại cốt mạc. Thành phần thứ hai chính là tổ chức tạo thành cái bao xung quanh của hệ thống cơ, chúng ta gọi là mạc cơ. Và thành phần thứ ba sẽ nằm bao phía ngoài của nhãn cầu, chúng ta gọi là bao của nhãn cầu. Như vậy màng ô mắt sẽ gồm có 3 thành phần: ngoại cốt mạc, mạc cơ và cái bao nhãn cầu. Chỉ nhắc các chị nhớ 3 thành phần không cần mô tả, vì trong nó liên quan tới trắc nghiệm thì hỏi thăm chị như vậy thôi. Về cơ vận động thì chị cũng nhớ gồm có các loại cơ gì ạ? Thẳng trên, thẳng dưới, thẳng trong, thẳng ngoài, chéo trên, chéo dưới, đúng không ạ? Ngoài ra có cơ nhân vi. Anh chị nhớ tất cả các cơ nhãn cầu đều được vận động bởi thần kinh số 3, ngoại trừ cơ chéo ngoài được vận động bởi thần kinh số 6, tức là cơ thẳng ngoài được vận động bởi thần kinh số 6, cơ chéo trên được vận động bởi thần kinh số 4. Tất cả các vận động từ số 2 nha. Chức năng của cơ sẽ hỏi cái gì? Đó. Ví dụ anh chị hay hỏi cái cơ chéo trên chẳng hạn, cơ chéo trên nó nói là chức năng sẽ là xoay nhãn cầu ra ngoài xuống dưới chẳng hạn. Về cái bộ lệ
Thì chị nhớ dùng con gồm các phần thứ nhất đó là tuyến lệ. Thứ hai là hệ thống ống tiết của tuyến lệ. Thứ ba chúng ta có đó là cái tiểu quản lệ trên và dưới nằm ở góc trong động nhĩ. Thứ tư chúng ta có túi lệ. Và thứ năm chúng ta có ống lệ mũi. Thì biết, anh chị biết là mỗi lần chúng ta chớp mắt như vậy thì cái tuyến lệ, cái phần nước mắt nó sẽ dàn trải lên trên của cái phần nhãn cầu của chúng ta bằng một cái lớp rất mỏng, người ta gọi là lớp phim nước mắt. Nhưng mà cái phim đó nếu chỉ nhìn như kính hiển vi, chúng ta thấy nó khoảng 6 lớp, cái chức năng được bảo vệ, chức năng nuôi dưỡng trong cơ. Cho nên là trước đây người ta muốn chế tạo nước mắt học được rất là khó. Bây giờ chỉ sử dụng nước mắt nhân tạo trong đơn giản. Trước đây khi chỉ khô nhắc mạc thì chỉ thường phải sử dụng cái phương pháp để bảo vệ mắt bằng cách gì vậy? Chỉ có thể có phương pháp người ta hồi trước đây, các điện thoại từ 200 năm trước và mắt cò bi chỉ không kín mắt lại để làm khô, tránh khô nhắc mạc, đúng không? Một trong những cái loại thuốc mà chị có thể làm cái khô giác mạc đó là diễn sulfamid, đúng không ạ? Chị có nghe tới cái bài chứng gì ạ? Bài chứng Steve Johnson diễn sulfamid làm khô giác mạc, đúng không ạ? Và ống lệ mũi này chị nhớ sự được độ ở đâu ạ? Ngắt mũi dưới, ngắt mũi dưới. Rồi, thì vậy đó là những phần chính về mắt, về cơ quan thị giác. Bài da bỏ đi anh chị, bỏ bài da nhé. Bỏ bài da thì là chị đã bỏ được cấu trúc của các bạn da. Vì da sẽ liên quan tới cấu trúc của bạn của cái gì? Thế nào là bạn da? Thế nào là bạn cân da? Thế nào là bạn dưới da? Đúng không? Thì đó chúng ta đã biết được cấu trúc của da. Bỏ bài da nhé. Thầy muốn học luôn. Rồi, bỏ bài da. Bài mũi thì chị được học rồi đúng không? Phải nhắc lại đúng không ạ? Bài mũi chị học cái gì? Phải nhắc lại luôn thôi là chị quên. Bài mũi thì chị nhớ được thứ nhất là cấu trúc của mũi ngoài. Về cấu trúc của mũi ngoài thì chị phải nhớ những thành phần. Thứ nhất là xương tạo nên mũi ngoài. Xương tạo nên cái mũi ngoài. Xương tạo nên mũi ngoài. Vậy xương tạo nên mũi ngoài của anh chị gồm có xương gì? Chắc chắn là xương gì ạ? Xương mũi. Có xương gì tạo nên mũi ngoài không? Đây là xương gì ạ? Xương hàm. Hàm trên đúng không? Phần này được gọi là phần nào của xương hàm trên? Xương hàm trên, anh chị có mấy mặt? Gồm có 4 mặt. Đây người ta gọi là mặt mũi. Mặt thứ hai là mặt gì ạ? Mặt ổ mắt. Mặt thứ ba, mặt thái dương. Mặt thứ tư, mặt trước. Mặt trước. Và nó gồm có 4 mỏm. Mỏm trán, mỏm gò má, mỏm huyệt răng và mỏm khẩu cái. Mỏm khẩu cái, đang có 4 mỏm. Thì như vậy, ở đây chỉ có sự tham gia của mặt mũi của xương hàm trên. Xương thứ ba tham gia là xương gì ạ? Xương trán. Xương trán nó tham gia vào phần mũi ngoài nữa, xương mũi. Nó gắn vào đây tạo thành cái đây gốc, chúng ta gọi đây là ấn đường. Đây là gốc mũi, đúng không? Nhưng chỉ có đây chính là gì ạ? Phần này được gọi là phần gì của xương trán? Phần mũi của xương trán. Xương trán gồm có 3 phần. Phần trai, phần ổ mắt và phần mũi. Phần mũi được gắn với xương mũi bằng gai mũi, đúng không? Gai mũi. Như vậy thì chúng ta có 3 cái xương chính để tạo thành cái xương mũi. Thành phần thứ hai mà chỉ quan tâm với mũi ngoài đó là tổ chức sụn. Tổ chức sụn thì có 5 cái sụn chính: sụn cánh mũi lớn, sụn cánh mũi bé, sụn vách mũi, sụn mũi B và sụn phụ. Đây là sụn phụ.
từng cái sụn một thì chỉ phải mô tả được cái sụn đó, mô tả được. Ví dụ giờ hỏi chị về sụn cánh mũi, sụn mũi bên chẳng hạn, thì nhắc tới sụn mũi bên thì chị thấy hình ảnh nó gần giống như hình gì ạ? Hình tam giác đúng không? Chị vậy là có mấy bờ? Ba bờ. Chị sẽ gọi tên đây là bờ trong, bờ gì này, bờ dưới, đây là bờ ngoài. Vậy theo chị bờ trong sẽ được khớp với sụn gì? Sụn vách mũi. Bờ dưới được khớp với sụn gì? Sụn cánh mũi lớn. Và bờ ngoài được khớp với gì ạ? Xương mũi và xương hàm trên. Chị mô tả được từng cái sụn một. Ví dụ đây sụn vách mũi thì chị nhớ nó gần giống hình tứ giác, gồm có bốn bờ: bờ trước trên, bờ trước dưới, bờ sau trên, bờ sau dưới. Đây sụn cánh mũi lớn. Bộ sụn gần giống như chữ V, gồm có hai trụ, trụ ngoài trụ trong. Trụ ngoài tạo thành hình dáng của cánh mũi, còn trụ trong tạo nên cái gì? Anh chị sợ được cái trụ trong của sụn này không? Anh chị sợ được cái này trụ trong. Chỗ này chị sẽ gọi là gì? Đây là phần di động của vách ngăn. Đúng không? Đây là vách ngăn mũi của các chị, và được tạo một sụn này thì nó cố định. Nhưng phần này là phần di động, cho nên trụ trong sẽ được thành phần di động của vách ngăn. Đây là nơi chị áp dụng phương pháp phẫu thuật thu gọn đầu mũi bằng dây, bằng phương pháp dây treo, dây treo đầu mũi, đúng không? Có phương pháp này không? Có phương pháp đầu mũi. Phần tiếp theo chị quan tâm đó là mạch máu và thần kinh của mũi ngoài. Động mạch cung cấp cho mũi ngoài, chị nhớ gồm có các nguồn: thứ nhất là động mạch dưới ổ mắt, thứ hai là động mạch mặt, động mạch dưới ổ mắt, thứ hai là động mạch mặt, và thứ ba là động mạch mắt, và thứ ba là động mạch mắt. Động mạch mắt sẽ cho chị các nhánh động mạch gì nào? Sàng trước, sàng sau, để đi xuống mũi, đúng không? Động mạch dưới ổ mắt chui qua lỗ dưới ổ mắt để vào vùng mũi. Động mạch mặt cho nhánh đi lên vùng môi trên, đúng không? Cung cấp cho mũi, môi trên. Về thần kinh của mũi ngoài thì về cảm giác, cảm giác thì chị nhớ chủ yếu chi phối từ nhánh 51 và nhánh 52, đúng không? Chủ yếu từ nhánh 51 và nhánh 52. Cảm giác từ 51 và 52. Còn cái vận động cho các cơ của mũi chính là thần kinh số 7. Thần kinh số 7 khi đi ra vùng mặt tạo thành cái đám rối mang tai. Anh chị thấy từ từ nước bỏ mang tai đi ra. Đám rối mang tai gồm có mấy nhánh? 5 nhánh. Nhánh gì vậy? Nhánh thái dương. Nhánh gò má. Nhánh má. Nhánh hàm dưới. Và nhánh gì vậy? Nhánh cổ. Nhánh cổ. Rồi, vậy chúng ta đã thấy được đó là cấu trúc của bụng ngoài. Nên phần tiếp theo là phần bụng trong. Bụng trong. Bụng trong thì yêu cầu chị cần xác định dùng các thành phần, các thành của bụng trong. Các thành của bụng trong gồm có thành trên, thành dưới, thành trong và thành ngoài. Thành trên, thành dưới, thành trong và thành ngoài. Thì cái này trong lý thuyết thì chị chắc đã được nhắc rất là kỹ rồi. Thành trên được tạo bởi các xương gì? Xương gì ạ? Xương gì thì hình ảnh chúng ta không mô tả được thành trên. Xương gì ạ? Xương mũi nè, xương trái nè, mặt ngang xương sàn nè, xương gì nè, phía sau này là xương gì nè? Xương bướm. Có xương gì nữa mà sẽ tạo thành trên. Xương gì sẽ gắn vào phía dưới của thân xương bướm? Xương lam yến. Đúng rồi, xương lam yến. Vậy thành trên được tạo bởi từ trước ra sau, gồm có xương mũi, xương trái, mặt ngang xương sàn, xương chậu và cánh của xương yến. Cánh của xương lam yến đây, đây là phần cánh mà chúng ta nói. Xương lam yến thì phía sau cánh lam yến. Đây là hai cái cánh hay là xương lam yến. Thành dưới thì được tạo bởi từ xương gì? Xương khẩu cái. Đây là mỏ khẩu cái của xương hàm trên, và đây chính là mặt ngang của xương khẩu cái.
dưới. Thằng trong chính là cái vách ngăn. Vách ngăn thì được tạo từ với thành thân. Ba thành phần chính: bạch đứng xương sàn, xương vách mũi và xương lăng yên. Quan trọng chỉ phải nhớ được đó là các cấu trúc, các xương xoăn và các ngách. Các xương xoăn là chúng ta gồm có xương xoăn bụng trên, xoăn bụng giữa, xoăn bụng dưới, đôi khi có thêm xương xoăn bụng trên cùng, đúng không ạ? Và có ba cái ngách: ngách bụng trên, ngách bụng giữa, ngách bụng dưới. Trong ba cái ngách đó, chị quan tâm nhất là ngách bụng nào? Ngách bụng giữa. Trong ngách bụng giữa, chị mô tả chúng ta gồm có cấu trúc gì trong đó? Thứ nhất, chúng ta có bọt sàn. Thứ hai có khe bán huyệt. Không phải khe bán huyệt. Một sàn khe bán huyệt. Thì chỉ cần mô tả cấu trúc này của cái ngách mũi dưới. Trong cái ngách mũi giữa thì chị sẽ thấy đây là nơi tập trung rất nhiều cái lỗ độ của các xoan. Thì ngách mũi giữa thì sẽ có lỗ độ của xoan, xoan hàm, lỗ độ của xoan trán, lỗ độ của xoan sàn trước, xoan sàn giữa, đúng không? Và của cả xoan trán, đúng không? Qua cái ngách mũi trán. Như vậy đó là cấu trúc của cái mũi trong. Nếu ta nhớ được các thành nên các thành mũi trong. Và cái phần còn lại cuối cùng chúng ta có là các xoan mũi. Các xoan. Các xoan thì chỉ thấy chúng ta sẽ mô tả. Thứ nhất là chỉ biết được chức năng của các xoan. Chức năng của các xoan. Thì xoan chỉ nhớ chức năng mới được làm gì? Thứ nhất là để làm nhẹ khối xương sọ mặt, đúng không? Làm nhẹ khối xương sọ mặt. Và nhẹ chừng nào thì cái đầu chúng ta càng nhẹ chừng đó thì chúng ta đứng thẳng, chúng ta xoay đầu dễ dàng hơn vì nó chịu trọng lực lên cái cuộc sống. Cho nên càng nhẹ thì chỉ đứng thẳng càng dễ. Cái thứ hai là niêm mạc của xoan thường được liên tục với niêm mạc mũi và vì vậy có chức năng giống như niêm mạc mũi. Niêm mạc xoan thì sẽ liên tục với niêm mạc mũi cho nên sẽ có chức năng giống như niêm mạc mũi. Đây. Các chị có thể thấy được niêm mạc của xoan. Ví dụ chúng ta thấy là niêm mạc mũi, niêm mạc xoan giống nhau liên tục. Tuy nhiên niêm mạc của mũi thì nó có nhiều mạch máu hơn là niêm mạc của xoan, cho nên nó dễ bị phù nề hơn so với của xoan. Và trong lòng của niêm mạc thì bây giờ nó cũng có nhiều hệ thống lông chuyển để nó đầy những dịch tiết theo hướng đi ra ngoài. Như vậy chức năng của nó cũng giống như chức năng của niêm mạc mũi là để làm sạch, làm ấm và làm ẩm được không khí. Chức năng thứ ba của xoan đó chính là chức năng cộng hưởng âm thanh. Nó gần giống như tác dụng của thục đàn, cộng hưởng âm thanh và chỉ có thể phát âm được, tạo thành tiếng nói, có thể phân biệt giữa người này và người khác. Đó là ba chức năng chính của xoan. Mỗi từ xoan, các chỉ nhớ mô tả dùng các thành phần của xoan đó. Cái này là rất quan trọng. Chắc là hay hỏi các chị đó. Ví dụ ta hỏi cái xoan hàm của các chị. Ví dụ ta hỏi là thằng nào không có của xoan hàm thì chị nhớ xoan hàm thì có các thằng chúng ta nói ở trên, đúng không ạ? Thằng nào sẽ có chứa lỗ đồ của xoan thì chị nhớ nó là thằng gì? Thằng trong đúng không ạ? Trong thằng nào có liên quan với cấu trúc của xương của răng thì chị nhớ nó là thằng gì ạ? Thằng dưới. Răng nào thường tổn thương xoan hàm chủ nhất thì chị nhớ nó là thằng nào? Thằng số 5. Thằng số 5 đối với trẻ em chính là răng. Răng gì vậy? Răng. Răng hàm số mấy ạ? Hàm số 2. Còn đối với người lớn thì chúng ta gọi răng gì vậy? Răng tiền cối thứ hai. Răng tiền cối thứ hai. Răng thứ 5. Rồi. Thì chỉ nhớ như vậy, chúng ta phải mô tả được các thành của nó nha. Ví dụ chúng ta hỏi cái xoan lớn này nè, thì chỉ nhớ xoan lớn mới có mấy thành? Xoan lớn thì có mấy thành? 6 thành. Thành gì vậy? Ví dụ chị thể thì thấy trên ở đây. Thành này sẽ là thành gì vậy? Thành trên. Thành này sẽ là thành gì vậy? Thành dưới. Thành trước. Thành sau và 2.
hai bên. Đặc biệt hai thằng hai bên anh chỉ có liên quan với cấu trúc gì quan trọng? Song cái phần mềm quan trọng nhất của Sonyo đó chính là liên quan của song hàng. Song hàng trong song hàng nó chỉ có động mạch cạnh trong này, có thần kinh số 2 này, số 3, 4, 4, 6. Đúng rồi. Thế nên chúng ta phải để ý ở trong song hàng. Thần trước thì chúng ta sẽ liên quan với gì ạ? Giao thoa kỳ nhát. Đúng rồi. Thần trên thì liên quan với cái gì ạ? Tức yên. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì chị nhớ chúng ta để ý. Chúng ta mô tả để các bạn. Và như vậy đó là phần mũi. Trong phần mũi thì nó còn có phần thần kinh. Thần kinh gì ạ? Khứu giác. Cái chị nhớ mô tả thần kinh khứu giác. Thần kinh khứu giác được bắt đầu từ đâu? Thành phố. Từ liên mạc khứu giác. Liên mạc khứu giác nằm ở đâu? Nằm phía trên của xương sống bụng trên. Đây. Nằm phía trên của xương sống bụng trên. Sau đó chui qua những cái lỗ ngang của xương sàn và tạo thành hành khứu. Hành khứu. Hành khứu được xem là nguyên ủy hư của thần kinh khứu giác. Hành khứu được liên tục bằng giải khứu và đi về trung tâm phân tích khứu giác nằm ở hồi hạng mạng của thủy thái dương. Hồi hạng mạng của thủy thái dương. Rồi như vậy chúng ta đã xong bài mũi. Ok, nhiều luôn nè. Như vậy là anh chị đã xong tương đối về cái phần mũi. Về giác quan chỉ còn hai bài cũng không kém phần quan trọng. Đó là gì? Hầu và thanh quản. Hầu và thanh quản. Không bỏ gì. Không bỏ gì được. Tại vì cái số lượng câu hỏi của anh chị đã phân công phân chia rồi. Cho nên không bỏ được bài nào cả. Bỏ bài này thì có bài khác câu hỏi sẽ nhiều hơn. Không bỏ. Về phần hầu, anh chị sẽ học cái gì? Hầu. Về phần hầu, anh chị nhớ dùng cái nhất. Cấu tạo cơ bụng hầu. Cấu tạo cơ bụng hầu. Cơ bụng hầu. Thứ nhất là cấu tạo cơ bụng hầu. Trong cái cơ bụng hầu thì quan trọng nhất là chỉ mô tả được ba cơ khí hầu đó. Trên, giữa và dưới. Cơ khí hầu trên, giữa và dưới. Thành phần thứ hai, anh chị mô tả dùng cái thằng trên và thằng bên của hầu mũi. Thằng trên, thằng bên của hầu mũi. Anh chị mô tả dùng cái eo họng, eo họng thuộc về hầu miệng. Thì trong vùng này anh chị nhớ mô tả dùng các cơ của khẩu cái mềm. Các cơ của hầu khẩu cái mềm, cơ lưỡi gà, cơ nâng mạc khẩu cái, cơ hạ mạc khẩu cái. Rồi phần thứ ba, anh chị mô tả dùng ngắt hình lên, ngắt hình lên, của vùng hầu thanh quản đang ngắt hình lên, và cắt ngắt bên hầu, và cắt ngắt bên hầu. Ngắt bên hầu. Hầu chỉ cần nhớ như vậy thôi. Ngắt bên hầu chỉ có một cách thôi. Nói vậy thì thực ra có một cách. Phần thứ hai là phần thanh quản. Phần thanh quản thì chỉ thứ nhất để chúng ta nhớ được cái các thành phần tạo nên thanh quản, gồm có phần xương và cũng có năm loại sụn. Gồm có thứ nhất là cũng là xương, đó chính là xương móng và năm cái loại sụn. Và chỉ nhớ mô tả từng cái loại sụn nhé, mô tả từng sụn. Thành phần thứ hai là chỉ nhớ các tổ chức cơ, các cơ của thanh quản. Thì cơ chủ yếu chỉ nhớ được các nhóm cơ nội tạng của thanh quản thôi. Cơ nội tạng thanh quản. Thì khi nhớ cái cơ thì chỉ nhớ tới dùng cái chức năng theo nhóm. Chức năng theo nhóm. Ví dụ cơ nào là cơ làm căng thanh âm, làm chùm thanh âm, đón dây thanh âm, mở dây thanh âm. Và như chúng ta nhớ chức năng theo nhóm thôi.
ví dụ người ta hỏi là cơ là sau đây sẽ có tác dụng nào căng dây thần kinh thì chỉ giới dụng tên của các cơ đó, làm chung dây thần kinh, làm khép được dây thần kinh, vân vân. Cách thứ ba là anh chỉ xem dùng hình thể trong của thanh quản, hình thể trong của thanh quản, đặc biệt anh chỉ mô tả những cái nón đàn hồi và dây chằng tứ giác và màng tứ giác, xin lỗi, nón đàn hồi và màng tứ giác, nón đàn hồi và màng tứ giác. Và anh chỉ nhớ dùng cái tên gọi của các vùng của thanh quản về hình thể trong, vùng nào được gọi là thanh môn, vùng nào vùng dưới thanh môn, vùng nào chúng ta gọi là nếp tiền đình, vùng nào được gọi là nếp thanh âm. Tên gọi, ví dụ người ta hỏi chỉ là nếp tiền đình nằm ở đâu thì chỉ phải nhớ là nếp tiền đình nằm ở trên của cái nếp thanh âm, mà nằm ở phía dưới của thanh âm thanh môn. Rồi, đó là về thanh quản. Thì ngoài ra chỉ có thể nhớ dùng thần kinh và mạch máu chi phối cho thanh quản. Thần kinh và mạch máu chi phối cho thanh quản. Mạch máu và chi phối cho thanh quản thì chị đã học rồi. Đó là động mạch gì? Động giác trên và động mạch giác dưới. Động mạch giác trên sẽ cho nhớ động mạch thanh quản trên. Động mạch giác dưới là những động mạch thanh quản dưới. Thần kinh thanh quản trên thuộc về thần kinh người, thần kinh thanh quản dưới chúng ta có thần kinh quản người thanh quản, đúng không? Cũng thuộc về thần kinh người. Rồi, về thanh quản cái gì cần nhớ như vậy là xong. Như vậy chúng ta xong phần hầu thanh quản. Về xương của vùng đầu mặt, xương vùng đầu mặt. Không rồi anh chị học thì dù có hướng dẫn chị toàn bộ các xương đầu mặt không? Đó. Đủ hết đúng không ạ? Trong các xương đầu mặt, anh chỉ quan tâm đến một số cái xương mà theo tôi nó có nhiều chi tiết và quan trọng. Thứ nhất, anh chỉ nhớ một cái xương trán. Xương trán. Thứ hai là xương thái dương. Thứ ba là xương sàn. Thứ tư là xương bướm. Thứ năm, xương hàm trên. Thứ sáu, xương hàm dưới. Thứ bảy, xương khẩu cái. Và thứ tám, đó là xương xoang mũi dưới. Xương xoang mũi dưới. Là xương gì ta? Có xương là anh chỉ có tới bao nhiêu cái xương ạ? Bao nhiêu xương được mà? Xương là xương đầm. Xương là xương lệ. Xương lệ. Anh chỉ nhớ 15 và 8 và 23 cái xương. Nhưng mà trong đó có những xương chặt và những xương lẻ. Đúng rồi. Thì xương vùng mặt, các chị dùng nếu mà xét theo của cái chúng ta theo sắc của quyền quyền, chúng ta có 8 xương. Theo sắc của quyền 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 có 5 xương. Theo người mặt, xương của quyền quyền mặt thì chúng ta sẽ có 5 xương. Thì bên này chúng ta lại có 12 xương. Thế nên là số lượng xương chỉ đọc khi được một lượng thường. Đó là tất cả thành phần của xương, chỉ là những xương. Đúng rồi, vùng đầu mặt thì nhiều hướng dẫn chỉ về cơ. Thì ý nói xương sàn là xương không thành phần, có mạch máu. Vậy thì chị yên tâm rồi ha, thì phải ít đúng không? Như vậy là chúng ta còn cái phần phúc mạc và phần đáy chậu. Phúc mạc và đáy chậu. Thì phúc mạc cái gì cần xem cái gì? Phúc mạc, các chị cần thứ nhất là chúng ta xác định được khái niệm của phúc mạc. Chúng ta xác định được khái niệm của phúc mạc. Phúc mạc thì chị sẽ xác định được cái cơ quan nào là cơ quan nằm ở trong phúc mạc, ngoài phúc mạc, đúng không? Trong ổ bụng, vân vân. Chúng ta xác định. Cơ quan nào ngoài ổ bụng? Cơ quan nào sau đây? Anh chị có xác định được những cái cơ quan này không? Đó, thì kia là cái tinh hoàng. Thật ra nó học rồi.
chỉ rõ lạc da là phân mận da cân da cơ gì đó thì nó không không rõ thôi. Lạc da chi trên là vẫn học, nghĩa là mạch máu đuôi và da vẫn học, nhưng mà chỉ có là phân biệt da cân như thế nào, da cơ là sao gì đó. Nếu đều có những cái thành cái bờ của nó thì chị mô tả dùng cấu trúc của các phần này.
Bài này các anh chị hình như có dạy rồi đúng không ạ? Có nói rồi. Chị nhớ mô tả kỹ các cấu trúc này. Ví dụ người ta hỏi là chị là cái Ken Winslow chẳng hạn được tạo bởi từ thành phần nào thì chị sẽ biết được là cái bờ của nó cũng có các bờ nào, các thành nào, ví dụ như chúng ta nói. Đây là lỗ Kemisler hay là lỗ mạch nối thì đây là phần này chỉ gồm có 4 cái thành của nó. Mình chỉ sẽ vô tả 4 cái thành đó. Đây chủ yếu chính là cấu trúc nằm ngay của mạch sau là phía nhỏ của chị. Thì mỗi cái thành phần đều có các chi tiết thì chị nhớ được xem gì. Và cái quan trọng trong mạch đó là chỉ nhớ dùng cái con đường, các con đường có thể đi vào được cái một khuôn mặt lớn, các con đường đi vào, các con đường để đi vào được đúng không? Chỉ các con đường thì chỉ gồm có những con đường nào? Chỉ sẽ gồm có rất nhiều con đường đúng không? Các chị gồm có tổng cộng khoảng 6 con đường, chúng ta đi vào, chị về xem tìm nhé. Như vậy đó là về phần phúc mạng. Phần thứ hai là về phần đáy chậu. Thì có cây thầy, 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 cây th
những cái chỗ sâu. À vậy là nãy giờ thấy thôi, thấy tập trung cho phần học nhiều lắm nha. Họ mới nói thầy mới được, chứ thầy dạy bằng cụ vô chung là như không xong kiểu. Tôi lấy ví dụ như câu hỏi chị anh chịu không? Thì chị phải xác định được đâu, chị biết nào là sai và đúng trong anh chịu không? Chị phải muốn tìm được như vậy thì chị phải xác định được cái gì ạ? Phải biết được cái cấu trúc của nó, cái mô tả lên thì chị mới biết được nào đúng nào sai, đúng không ạ? Hoặc là chị thấy về giới hạn của đáy trộn thì chúng ta biết được ở đâu là các phân chia đáy trộn trước, đáy trộn sau, đâu là phần của nam, đâu là của nữ, thì chị phải biết được. Chúng ta mới nói về cái giới hạn về các thành phần cơ trong cái vùng của đáy trộn trước, cơ của đáy trộn trước thì chị phải nắm được đâu là cơ của vùng đáy trộn. Đặc biệt trong sản khoa là vùng đáy trộn, đáy trộn nào trước hay sau? Trước, đúng rồi, cho nên chị phải để ý đó. Thì những cái phần đáy trộn thì chị có thể chủ yếu người ta hỏi chị rất nhiều về tổ chức cơ, về tổ chức, về cấu trúc này, các thành phần của đáy trộn. Chị muốn bạn nhớ dùng cái phần nào. Nếu chị làm được 60 câu thì chưa chắc phải đậu. Chấm 20 mà. Mà 60 câu là tương đương với chị với khoảng 5 bài. Vì vậy các chị tôi nói trước, các chị học, cố gắng học, đừng học dưới 5 bài. Phải học trên 5 bài, chứ phải 6 bài.
đừng bỏ bài nha. Nếu mà bài nhắc bài nó khó quá, còn phần tiếng Trung Quốc nữa. Nhắc cái bài tôi mới nhớ, tại giờ chưa đủ 12 bài. Còn bài nữa là thầy Diệu có dạy cái gì mà tôi quên? Tiên Trung Thất. Đúng không? Rồi, chúc tôi nhắc Tiên Trung Thất luôn. Tiên Trung Thất có học rồi. Có, bắt buộc phải có luôn nhé. Học rồi đúng rồi. Chị bỏ cho chị một bài, cái bài gì vậy? Dạ. Bài gia là một, bài thứ hai mà theo tôi là tôi biết chi tiết. Đó là bài đặt máu vùng gì ạ? Được, nếu chị nào mà cảm giác ra cái bài này không quan trọng thì bỏ qua, đúng không? Tập một bài khác đó, nhiều câu hỏi hơn. Bớt đi, vì thật ra nếu chị mà dồn hết sức vào cái vùng như hai bài thì có cái nghiệp thời gian chị không đủ. Cho nên chị nên tập trung học kỹ một số bài mà chị cảm giác đó đúng cái gọi là cái sở trường của các chị thì chị làm lại sẽ tốt hơn. Đó là cách của chị đối phó, đúng không? Đối phó thôi. Đối phó bây giờ thì thi là đối phó mà, là sau này tiếp sau cũng hơn. Tập thêm tiếp sau, còn giờ đối phó trước này. Nên chị cứ về xem để chúng ta học, để chúng ta cho nó cái đạt được kết quả đúng không? Tránh tình trạng là chị về lại thi, chúng ta chỉ được thi hai lần thôi. Lần một nếu chị không đạt thì chị được thi lần hai, và lần thứ hai chị không đạt được coi như chị đó không được thi lần ba. Quy định là chỉ được thi hai lần thôi, anh chị nào mà rớt hai lần coi như lần ba. Cho nên chị nhớ thì được thi hai lần thôi, vì vậy chị cố gắng, vì thi lần đầu bao giờ cũng anh chị còn cái khả năng chúng ta học tốt, còn thi lại bây giờ chán hơn, cho nên chúng ta ráng được để thi lại. Đó là một kinh nghiệm của mấy năm trước. Số lượng thi lại anh chị thì thi lên lúc cái nửa lớp rồi, nhiều quá luôn. Một môn chấm cùng một ba tiếng, không biết tại sao mà các chị thi rất nhiều quá. Nhiều khi nói không phải là vì các chị không được học. Thầy cái... cũng nói với chị, để đi chị biết luôn là những cái bài mà tương đối dài thì số lượng câu hỏi kiểu nhiều hơn một chút. Đúng không ạ? Sẽ phân bố theo chi tiết mà sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng mà thường thường là không, một bài không bao giờ dưới 9 câu, 8 câu. Nhiều nhất là khoảng 12, 13 câu. Nãy giờ nội cái phần này không có hai mấy câu rồi nè, mới chị thắc mắc gì không ạ? Thưa thầy là không, thưa thầy là theo em thì với cái nội dung mà nãy giờ những cái phần giác quan rồi đó mình học quá nhiều và mình chỉ còn tuần lễ để ôn thì thực ra rất là khó để mà tiếp cận được những thông tin đó. Tại vì thật ra cái giác quan tôi ôm nhiều cho anh chị là tại sao? Là bài này anh chị chưa được học. Đúng mà. Tại vì bài này trong thời gian mà trong năm học dược của các chị thì không được học một cách kỹ, và bác sĩ khoa bù cho anh chị được một buổi hai buổi gì đó. Cho nên là cái số cơ sở của các chị không nắm được nhiều, cho nên tôi mới hướng dẫn các chị kỹ như vậy. Chứ không phải là bài này có quan trọng hơn những bài khác. Nãy từ em thấy cái thông tin nó quá nhiều và nó cứ về nhà xem thì rất là khó trong vòng một tuần lễ mà mình có thể tiếp cận được hết cái phần đó. Thưa hồi này tôi đã... Tại vì tôi diễn dài ra thì chị thấy nó dài. Chứ còn nếu mà tôi nói ngắn lại thì sẽ thấy rất ngắn. Ví dụ như... như là mắt. Nhưng mà lại chẳng hạn cơ quan thị giác chẳng hạn. Tôi nói về mắt. Thì tôi nói về thứ nhất là nhãn cầu. Thì tôi chỉ nói chị về xem là hình thể ngoài của nhãn cầu. Hình thể ngoài nhãn cầu như vậy bắt buộc cái chị phải xem các lớp của nhãn cầu. Đúng rồi, thì giống như là tôi đã nói. Thành phần thứ hai tôi nói là về xem về thần kinh thị giác, như là tôi đã mô tả anh chị. Cho nên là thực ra tôi nói là dài, nhưng nếu mà mô tả ngắn thì cũng giống như là phần tôi ôn cho các chị thôi, là những hình thể ngoài, hình thể trong, hay là những liên quan vân vân, như thần kinh là như vậy thôi. Mà các chị yên tâm không ra ngoài các bài này, không ra ngoài. Về phần tim Trung Thất, các chị về xem chút xíu được này. Tim thì có lẽ anh chị đã xác định đơn giản rồi đúng không? Tim chị nhớ được nhiều không? Phần này trong phần ôn thi chị được học ôn đúng không? Như vậy tim chị học cái gì? Tim thứ nhất, các chị xác định là hình thể ngoài của tim. Hình thể ngoài của tim là các mặt đó, các mặt của tim. Thứ hai là hình thể trong của các buồng tim. Hình thể trong các buồng tim.
ví dụ như hình thành trong của tâm nhìn phải thì chỉ cần nhớ các chi tiết gì và gồm có cái gì nhỉ? Bắt giang nhĩ, bắt giang nhĩ phía bên phải được gọi là bắt nguyên pháp. Trên bắt thì có hố bổ dục, đúng là có viền hố bổ dục đó. Chúng ta đã có lỗ, lỗ gì ạ? Lỗ đổ của sao từ mặt văn. Chúng ta có cơ lượng, có màu tật cùng của cái tâm nhĩ phải. Hoặc là họ chỉ về tâm thức trái thì chỉ nhớ chúng ta có ba cái cơ nhú chẳng hạn. Cơ nhú gì ạ? Tức là tâm thức trái thì có mấy cơ ạ? Hai cơ nhú thôi, trước và sau. Có van hai lá, có lỗ của động mạch chủ, đi ra chẳng hạn, van động mạch chủ. Thì chỉ nhớ những thành phần của cấu trúc hình thành trong của các bộ tim, đang các bộ tim. Đặc biệt, không biết là cái phần van tim, bác sĩ Diệu hướng dẫn chỉ kỹ các lá van không? Ví dụ như van ba lá, cái tên gọi của lá van đó. Ví dụ tôi mua từ anh chị xem cái này thì xem nhé. Thì xem có giống, có họ không nhé? Có thì mới có, không thì mới không nha. Tại vì nếu không thì đến lúc mà... Chị vậy? Chị có sẽ học ở đâu? Tối rồi đi học ghi rồi ha, học ghi thì để bẩu rồi chứ không ngủ như đâu. Ví dụ như đây là ba hai lá, ví dụ như văn hai lá, cái được mô tả đâu là cái phần trước, đâu là phần sau của lá văn này. Đây là hình ảnh anh chị tại sao sau này anh chị ứng dụng chúng ta gọi là hợp văn bao nhiêu trong anh chị chỉ có hình ảnh đúng mà siêu âm tim của văn tim có được học này không? Không. Có này. Không. Xác định lại. Không. Không. Không có học. Ví dụ chúng ta có đâu là phần mét, đâu là phần lá văn trước, lá văn sau. Không. Có không ạ? Như vậy là các lá ba khỏi phần mô tả, không một mô tả đầu tiên. Thành phần tiếp theo trong cái tim là chỉ mô tả cái hệ thống mạch máu của tim, động mạch của tim và tĩnh mạch của tim. Động mạch của tim và tĩnh mạch của tim. Động mạch thì chỉ nhớ mô tả kỹ cái động mạch bàn phải và bàn trái, đúng không ạ? Là cái phương nhánh của nó. Mặt bàn phải, mặt bàn trái và không nhắn được không? Bao nhiêu nhắn chúng ta có của bàn trái, bao nhiêu nhắn của bàn phải? Đúng rồi, chúng ta nhớ một bàn các nhắn. Về tĩnh mạch cũng vậy, chúng ta phải nhớ gồm có những tĩnh mạch nào của tim. Đây là tĩnh mạch của tim. Thành phần tiếp theo là chỉ mô tả các cấu tạo, các lớp của tim. Các lớp của tim. Đâu là ngoại tâm màng, đâu là nội tâm màng, đâu là lớp cơ tim. Và đặc biệt, các chỉ mô tả hệ thống dẫn truyền của tim. Đây, hệ thống dẫn truyền của tim. Mô tả hệ thống dẫn truyền của tim. Rồi, đó là về tim, nghe về tim. Phần tiếp theo là phần trung thất. Trung thất. Trung thất thì chỉ mô tả dùng cái khái niệm phân chia trung thất theo hiện đại. Khái niệm phân chia trung thất theo hiện đại. Hiện đại. Trước giữa sau. Và các thành phần thuộc về trung thất. Và các thành phần thuộc về trung thất.
ví dụ trung thất trên chúng ta định giới hạn như thế nào, trung thất trước như thế nào, trung thất giữa, trung thất sau, giới hạn của trung thất. Các thành phần đặc biệt các chỉ mô tả kỹ thành phần nằm ở trong vùng trung thất sau, mô tả kỹ những thành phần của trung thất sau. Trong trung thất sau, các anh chị nhớ mô tả kỹ dùng cái hệ thống tĩnh mạch đơn. Thứ nhất là hệ thống tĩnh mạch đơn. Thứ hai là ống ngực. Thứ ba thần kinh 10. Đây là ba thành phần các anh chị cần mô tả kỹ trong trung thất sau. Còn cái động mạch chủ ngực thì chỉ đã biết cái phân nhánh đường đi không có gì phức tạp, thực quản cũng vậy, các thân giao cảm cảm sống thì cũng không có gì làm cảm sống thôi. Quan trọng nhất là hệ thống tĩnh mạch đơn. Hệ thống tĩnh mạch đơn thì chỉ lưu ý dùng nó gồm các thành phần. Thứ nhất là gồm có tĩnh mạch đơn. Thứ nhất là tĩnh mạch đơn. Thứ nhất là tĩnh mạch đơn. Thì chỉ cần nhớ được tạo bộ từ những cái tiền bằng gì. Cái thứ hai là chỉ biết được tiền bằng bán đơn. Bán đơn. Cái thứ ba là tiền bằng bán đơn phụ. Và nối tiếp giữa tiền bằng bán đơn phụ và tiền bằng đơn, các anh chị lưu tâm có tình mạch sửa phải. Đó là về của tình mạch đơn, chỉ với các thành phần. Về cái ống ngực, ống ngực đó là ống mạch huyết, thì chỉ mô tả được các thành phần của ống mạch huyết. Ống ngực gồm có những thành phần gì? Và nó sẽ được đổ vào đâu? Vị trí được đổ vào đâu? Đây là vị trí đổ. À, như vậy chúng ta đã nói về cái phần trung thất. Đặc biệt như vậy trong trung thất, anh chị nhớ quan trọng nhất là trung thất nào? Trung thất sau. Để phân chia trung thất thì anh chị cần nhớ phân chia theo hiện đại với bốn loại: là trên, trước, giữa và sau. Dạ, như vậy đó là các thực phẩm chúng ta đã ôn xong. Chỉ kiểm tra xem còn sót bài nào thôi. Chị chơi chi dưới rồi ha, đầu mặt cổ rồi, ngực bụng rồi, các giác quan rồi, tim trung thất rồi, đáy chỗ rồi, huyết mạch rồi. Tiếng giáp. Không gì ạ. Tiếng niệm đấy. Rồi, tiếng giáp thắc mắc thì sao? À, cái phần mà tuyến giáp và tuyến cận giáp thì không đáng kể. Quan trọng nhất trong đó chính là phần thanh quản thôi. Còn tuyến giáp và tuyến cận giáp cũng chỉ mô tả nó không có giải phẫu vấn đề gì cả. Rồi, xong rồi. Thấy em tiên lượng về nhặt. Dạ, chị có thắc mắc gì không ạ? Tiên lượng về không thắc mắc gì thôi, chỉ